trong này Tết này là về đến nhà đấy thì là cái rượu còn uống được mà uống ít, mà kiêng thịt chó cho tôi đặc biệt nhé. Dạ. Tăng men gan, máu nhiễm mỡ, gọi là phần gan nhiễm mỡ, gọi là vào tăng men gan, men gan thô đấy. Dạ. Dạ dày chèo ngược, bụng bấy chỗ này mỏi lưng hết thu lần sau. Nó chảy xuống cái đùi kia, nó mới gọi là viêm đa khớp chưa vào hút. Ăn bữa thì chó biết tay ngay. Các cái mỏi chân ở tay lên mà chạy xuống đây. Chỉ cho nói cho tự nhiên đằng sau lưng này xuống hai cái đùi này nó mới ra cả chân tay, nó gọi là tăng men gan, gọi là phần gan thô. Đấy, máu nhiễm mỡ nó mới chạy sang về đi khám cho chuẩn vào, nó gọi là viêm đa khớp chưa vào hút. Kiêng ngay thì chó Tết này chỉ uống được một ít thôi, rượu thì không đi đâu, chó nặng cũng biết ngay. Nếu không cách được nó chạy vào viêm đa khớp thì thôi, nó chạy vào gút, từ gút nó sưng hết bảy con tay con chân lên là chưa lâu lắm đấy. Vâng. Chưa có gì nặng đâu, có một vài thứ nữa cảm giác nó không ổn lắm. Dạ, dạ dòng ngược ra tăng men gan, nó bụng mới đầy chỗ này cả. Cái chí tôi không lấy cho đâu, chí tôi sẽ nói cho chí còn muốn ăn không? Không, không có con thì tôi bảo đâu là bị chín nội nhiều nội ngoại kể cả lo dòm lên hết, mà một mình ông tự lấy, không ai lấy cho cái thuốc này đâu. Yeah. Anh giúp cho anh cả một người bây giờ tôi mới nói cho nhá. Yeah. Nguyễn Thị Hiền tức là về đến nhà đấy, cây thuốc này mình tự lấy cho mình, không được phép cầm cây thuốc này bỏ cho người ta, nhưng người ta bị nhá, không được phép đấy nữa. Mỗi một ấm thuốc của tôi đây đấy, ông nhổ cái cây xấu hổ bẹt bẹt theo đất đấy, tía đỏ ấy, là băm da được khoảng cốc này hoặc là một bát con mình ấy, cả rễ cả thân cả cây đổ vào cái ấm thuốc của tôi uống cùng, kể cả loài giom chí nội chứ ngoại khỏi hết rất nhanh như thuốc kia luôn. Dạ. Nhưng mà cây thuốc này nó nói chung vào cây thuốc triệt sản. Dạ. Đấy, đàn bà con gái các cô nghe ở ngoài nghe lỏm lấy thì không nên uống đâu nhá. Cái giả con nó có con nhà trong bụng luôn đấy, nó không có con cây thuốc triệt sản. Mình chỉ lấy mình, đừng lấy cho người ta. Lấy cho người ta nó chung vào cây thuốc triệt sản này là lấy cho người ta, mình có tội với thiên đình thiên âm. Đấy, nó mất hậu. Người ta không lấy được cái cây này, người ta chỉ bảo cho mình lấy mình. Đấy, sau khi nó hết cái chí nhá, ổn rồi nhá, phải lấy cái cây mận của mình uống xóa đi ngay. Quả mận, mận chua mình ngày xưa đấy, nói gì không? Đấy, tôi có một cây kìa, búp đỏ kia là mận chay xưa kìa. Lấy cái cành ra, bỏ cái cây số ổ này ra, lấy cái cây số ổ thêm vào, là uống nó xóa cây số ổ, xóa đi. Nếu không, cái phần đàn ông nó ngủ đi đấy thằng à, mất một nửa đấy. Nói không biết hết đấy. Dạ. Nhớ nhá, không là uống nó khỏi được chí là mày không uống cái cây, bỏ cái cây xấu ở nơi da mới lấy cái cây mận kia à. Dạ. Đun uống vào nó phá hết của cây xấu ổ này bên khỏi rồi đi đâu, nó phá cây xấu ổ này đi là nó mới trở lại bình thường cho bố. Còn nhiều thứ hay mất ngủ hay nó do cái kia đó, của cái gì làm mình gan kia đó, cả lưng vai chân tay nó ra cả ngón tay kia phải không? Vâng. Cái gì nữa? Đấy. Ở bên trái này bây giờ nó xuống cả bên trái này, nó gọi là cả người đấy, nó chạy sang cả dây thần kinh tọa rồi. À, đấy. Nhịp tim các thứ. Nó bình thường nó không có gì. Chỉ mỗi cái phần gan tim bình thường không sao. Yên tâm. Được rồi. Dạ vâng.